Chào mừng các bạn đã quay trở lại với vlog của Chimundo Studio. Thì ở trong vlog lần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các loại nguồn sáng được sử dụng ở trong nhiếp ảnh. Như chúng ta đã biết thì nhiếp ảnh nó chính là ngôn ngữ của ánh sáng. Và việc hiểu biết về các cái nguồn sáng sử dụng ở trong nhiếp ảnh nó sẽ giúp chúng ta tạo ra được các bức hình như chúng ta mong muốn. Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé. Thì nói đến nguồn sáng ở trong nhiếp ảnh thì chúng ta sẽ có hai cái loại nguồn sáng phổ biến nhất, đó chính là nguồn sáng tự nhiên và nguồn sáng nhân tạo. Thì nói về nguồn sáng tự nhiên thì chúng ta thấy là nguồn sáng tự nhiên chúng ta sẽ nhắc đến ngay đến mặt trời. Và mặt trời chính là một nguồn sáng tự nhiên phổ biến nhất mà chúng ta hay dùng ở trong nhiếp ảnh. Tuy nhiên thì ánh sáng mặt trời không phải lúc nào nó cũng giống nhau. Ánh sáng mặt trời nó sẽ thay đổi theo giờ và theo mùa. Ví dụ đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy đây là một bức ảnh được chụp vào tầm lúc 9 đến 10 giờ sáng. Thì ánh sáng mặt trời lúc này thì tương đối là dịu và thường lúc này thì ánh sáng mặt trời nó sẽ có màu vàng chanh. Khi mà chúng ta thấy là khi mà thời gian của chúng ta đổ dần sang phía buổi chiều thì chúng ta thấy là ánh sáng chúng ta càng ngày nó càng vàng. Và vào lúc hoàng hôn thì chúng ta có thể thấy được là ánh sáng của chúng ta lúc này nó sẽ có màu là màu cam. Và đây cũng là lúc mà trong nhiếp ảnh người ta gọi cái giờ mà lúc hoàng hôn này người ta gọi là golden hour. Tới lúc này chúng ta chụp lên thì là ảnh chúng ta sẽ có một cái màu vàng cam, nhìn nó rất là rực rỡ. Sau khi mặt trời lặn thì chúng ta có thể thấy được ở bức ảnh sau này thì lúc này bầu trời của chúng ta 1 đến 2 tiếng sau khi mặt trời lặn thì lúc này chúng ta chụp ảnh thì bầu trời của chúng ta đã có một cái màu xanh rực rỡ. Và lúc này chúng ta thấy là ở trong nhiếp ảnh người ta gọi cái giờ này người ta gọi là blue hour. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là ánh sáng mặt trời là một thứ ánh sáng không cố định và nó thay đổi theo thời gian, thời tiết và thậm chí là theo mùa. Thì loại nguồn sáng thứ hai mà chúng ta hay sử dụng ở trong chụp ảnh đó chính là nguồn sáng nhân tạo. Thì nói về nguồn sáng nhân tạo thì chúng ta có thể thấy được là nó có rất là nhiều các nguồn sáng nhân tạo xung quanh chúng ta. Gần gũi nhất đối với chúng ta đấy chính là các cái nguồn sáng nhân tạo bằng các cái bóng đèn đỏ hay là các bóng đèn compact. Thì chúng ta thấy là nhược điểm và ưu nhược điểm của cái đèn compact này là gì? Thế là về ưu điểm chúng ta có thể thấy được rằng là đây là một loại đèn có giá thành tương đối là rẻ và nó rất là gọn, nó tương đối nhẹ. Như vậy chúng ta có thể thấy được là với các cái giải pháp đầu tư đèn mà chúng ta sử dụng đèn compact thì chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Tuy nhiên thì đèn compact có một cái nhược điểm, đó chính là cái cường độ ánh sáng của đèn compact này thường là nó tương đối yếu, nên là thời gian chụp của chúng ta là tương đối dài. Và như vậy là trong những cái shot hình mà chụp với đèn compact thì chúng ta thường sẽ phải nhờ đến sự trợ giúp của cái chân máy, của cái tripod, để chúng ta có được một cái máy vững chắc để chúng ta tránh được các cái zoom và các cái mờ trong quá trình mà chúng ta chụp ảnh. Ở nhóm đèn thứ hai đấy chính là nhóm đèn flash. Thì nhóm đèn flash là nhóm đèn mà khắc phục được hoàn toàn các cái nhược điểm của đèn compact. Đó chính là khi mà chúng ta sử dụng đèn flash thì đèn flash sẽ cho chúng ta một cái công suất rất là mạnh và nó đủ để khi chúng ta có thể chụp được những shot hình mà nó có tính chuyển động. Và khi đó thì cái công suất đèn phát ra của đèn flash nó rất mạnh, nó giúp chúng ta chụp được những cái chuyển động mà tránh được các cái zoom và các cái mờ. Thì tuy nhiên thì đèn flash nó là có một cái nhược điểm là giá thành nó sẽ tương đối đắt so với cả đèn compact. Thì ở trong nhóm đèn flash chúng ta sẽ chia ra thành hai loại, đó chính là các cái đèn flash nhỏ gọn như này mà chúng ta có nhìn thấy. Chúng ta có thể thấy là các đèn flash này nó có một cái đế để giúp chúng ta có thể là gắn cái đèn flash này ở trên máy ảnh. Một loại đèn flash nữa đó chính là đèn flash dùng trong studio. Chúng ta thấy nó có kích thước tương đối là to và khá là nặng. Như vậy thì sự khác biệt giữa cái đèn flash gắn trên máy ảnh hay còn gọi là đèn speedlight như thế này và cái đèn flash của studio này nó khác nhau ở điểm nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Ở trường hợp đầu tiên đấy chính là cái đèn flash, đèn speedlight gắn trên máy ảnh. Thì chúng ta thấy đây là một loại đèn sử dụng pin. Chúng ta có thể thấy đây, đây là một đèn sử dụng pin. Như vậy thì pin thì cũng vừa là ưu điểm mà nó cũng vừa là nhược điểm của đèn flash speedlight như thế này. Ưu điểm là như nào? Nó rất là gọn và nhẹ và chúng ta có thể dùng pin, chúng ta có thể đem rất nhiều pin đi theo chỉ trong cái shot chụp. Và nói về ưu điểm của đèn này thì chúng ta thấy là do kích thước nó gọn nhẹ nên nó sẽ đặc biệt phù hợp với những cái shot hình mà khi chúng ta phải đi chụp ở địa điểm của khách hàng chẳng hạn, hay khi chúng ta phải chụp ngoài trời. Thì việc đem theo đến 3 đến 4 cái đèn speedlight như này nó sẽ rất là gọn và nhẹ, giúp chúng ta dễ dàng di chuyển. Còn pin thì chúng ta thấy đem nhiều đi thì không vấn đề gì đúng không?
Cái nhược điểm của đèn này là gì? Nhược điểm của nó ngoài việc sử dụng pin, phụ thuộc vào pin, thì chúng ta thấy được rằng là đèn flash này nó chỉ nháy lên khi chúng ta bấm nút chụp. Như vậy thì chúng ta thấy là đặc biệt là trong chụp ảnh sản phẩm, chúng ta muốn quan sát được trước cái hiệu ứng mà cái đèn này nó mang lại ở trên cái sản phẩm, thì đây là điều hoàn toàn đèn flash này không làm được. Như vậy khi đó là lúc chúng ta sẽ cần phải nhờ đến sự trợ giúp của đèn flash studio. Nói về đèn flash của studio thì mặc dù nó có kích thước hơi cồng kềnh và hoạt động nó phải dựa vào nguồn điện. Tất nhiên là mình sẽ có những trên thị trường có những loại đèn flash studio nó không hoạt động, nó không dựa vào nguồn điện mà nó có pin. Tuy nhiên thì đèn flash studio chuẩn thông thường thì nó sẽ hoạt động dựa vào nguồn điện. Và chúng ta thấy là với đèn flash của studio thì cấu tạo của nó như sau. Chúng ta nhìn thấy đèn flash studio nó sẽ gồm có hai bóng đèn. Một cái đèn thường là sẽ dùng là đèn compact hoặc là đèn bóng đèn đỏ như này, nó gọi là đèn dẫn hướng. Và một cái đèn hình tròn như chúng ta thấy ở đây, đây chính là đèn flash của studio. Thì đèn dẫn hướng này dùng để làm gì? Chúng ta có thể nhìn thấy rất là rõ ở cái đèn studio ở phía bên tay phải đây. Chúng ta nhìn thấy đây là một cái đèn studio đang ở trạng thái bật. Và đèn dẫn hướng này nó luôn luôn là nó bật. Nó bật để cho chúng ta thấy được trước hiệu ứng do cái đèn studio để đem lại khi mà chúng ta chụp sản phẩm. Và chúng ta thấy là khi mà chúng ta bấm nút chụp trên máy ảnh thì lúc này đèn flash mới nháy lên. Và khi đó thì chúng ta thấy là hình ảnh chúng ta thu được sẽ là do đèn flash mang lại, còn hiệu ứng trên sản phẩm do đèn studio mang lại, đó chính là để chúng ta nhìn thấy trước, nó chính là do đèn dẫn hướng mang. Chúng ta thấy là như vậy là đèn studio mặc dù thì là nó có kích thước khá là cồng kềnh so với cả đèn speedlight, nhưng nó có một cái đặc điểm rất hay là nó cho phép chúng ta nhìn thấy trước để hiệu ứng. Và cái điều này nó đặc biệt là hữu ích đối với những cái bạn mà mới đến với lĩnh vực chụp ảnh sản phẩm. Bởi vì chúng ta thấy được là chúng ta sử dụng đèn, chúng ta mong muốn được nhìn thấy đèn này khi đánh lên trông nó như thế nào. Như vậy là chúng ta thấy được rằng là sự khác biệt giữa đèn flash của studio và cả đèn speedlight trên máy ảnh, ngoài cái việc là một cái dùng điện và cái dùng pin, thì đèn studio nó sẽ mang lại cho chúng ta cái nhìn trước về hiệu ứng ánh sáng trên sản phẩm. Và khi mà chúng ta dùng điện, chúng ta có thể thấy là chúng ta có thể đánh thoải mái, đánh suốt ngày luôn, và chúng ta không phải lo về pin. Như vậy là trong cái vlog lần này thì chúng ta đã đi qua các cái nguồn sáng ở trong nhiếp ảnh. Mình muốn tổng kết lại là chúng ta sẽ có hai loại nguồn sáng ở trong nhiếp ảnh. Đó chính là nguồn sáng tự nhiên, đó chính là nguồn sáng mặt trời. Và ánh sáng mặt trời thì chúng ta, như chúng ta đã biết là nó sẽ thay đổi theo từng giờ trong ngày, theo thời tiết và theo mùa. Một loại nguồn sáng thứ hai đó chính là nguồn sáng nhân tạo. Nguồn sáng nhân tạo thì chúng ta sẽ chia thành hai loại, đúng không? Nguồn sáng có các đèn compact, có các đèn đỏ. Ngoài cái việc là nó không thể điều chỉnh được công suất, thì các cái nhóm đèn này thì cho ra cái cường độ ánh sáng tương đối yếu. Vì vậy nó sẽ phù hợp với các cái loại thể loại chụp, các cái đồ vật tương đối tĩnh, vòng này, đúng không? Trang sức, những cái đồ vật cơ bản hay là food photography chẳng hạn. Còn với nhóm đèn thứ hai là nhóm đèn flash, thì chúng ta thấy là do cái việc là nó có thể điều chỉnh được công suất, cũng như là nó cho ra cái công suất đánh tương đối mạnh, nên chúng ta có thể sử dụng cái đèn flash này trong các thể loại nhiếp ảnh mà cần đóng băng chuyển động. Ví dụ như là chụp các giọt nước này va chạm nhau, hay chúng ta chụp các cái, chúng ta thả các cái vật vào trong nước chẳng hạn, hay là chụp các cái như ở trong các bạn có thể thấy hình ảnh là các cái giọt sơn nó đang nhảy nhót ở trên cái màn ảnh, đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta thấy rằng là hiểu biết về từng loại nguồn sáng ở trong nhiếp ảnh sẽ giúp chúng ta làm chủ được và sẽ giúp chúng ta có được những cái khung hình như chúng ta mong muốn. Hẹn gặp lại các bạn trong các vlog lần sau của Chim Video Studio.